Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở ấp 7, xã Đông Thành, huyện Hóc Môn các bạn. Thì hôm nay mình tới đây mình thăm một hoàn cảnh của một gia đình các bạn. Thì nói hoàn cảnh này cũng rất chi là tội và đáng thương. Thì gia đình này thì có hai vợ chồng. Ông thì mấy năm về trước thì có đi mưu sinh bằng nghề ve chai các bạn. Thì không may xe đụng thì gãy mất một chân. Thì bây giờ tình trạng sức khỏe của ông thì rất chi là yếu. Chân thì đau không đi được các bạn, thì vì trong chân nó còn cái cây inox. Còn bà thì một năm trở lại đây thì bà bị tai biến các bạn, thì nằm một chỗ như vậy. Thì gia đình không có nhà cửa gì hết trơn các bạn, thì phải ở nhờ nhà người ta. Thì ông thì bây giờ thì không làm được cái gì hết. Bà thì nằm một chỗ, ăn uống thì phải truyền bằng dây các bạn, dây đổ thức ăn vào dây mà để trong đốt vào đúng người để đổ thức ăn vào các bạn, rất là tội nằm một chỗ như vậy á, ở nhờ trong cái nhà người ta. Thì mình tới đây để chia sẻ hoàn cảnh của ông bà, thì xin mời quý anh chị và các bạn đi theo trong mình đi vào thăm ông bà và tìm hiểu gia cảnh của ông bà như thế nào nha. Thì xin mời quý anh chị và các bạn đi theo chân mình vào thăm ông bà nha. Dạ con chào chú. Dạ con chào bà. Chào cô nha. Ba năm đây được bao năm rồi, mà năm rồi cái năm nay cũng gần 2 năm rồi. Dạ 2 năm. Nhà mình sống trong căn nhà này hả? Nhà này là nhà của ai cô? Nhà này là của tôi mà cái này là bà chị ruột. Dạ. À, tôi là em út. Dạ. Rồi thấy mẹ chị cũng khổ quá, ở nhà trọ bao nhiêu năm nay tôi thấy vậy. Dạ. Ở chị nhỏ bà đi. Dạ. Cô là em của bà Thuận. Bà tên gì cô? Bà tên Quỳnh Châu. Quỳnh Châu à, dạ. Rồi căn nhà này nhà của cô hả? Nhà của cô. Dạ. À, coi như cái nguyên một căn xa này là cho nhỏ cái lớn ở, rồi thấy vậy ngang qua một con nữa. Rồi cho bà cụ ở một con nữa. Dạ. Dạ nó còn không ở bên đây. Dạ. Cũng gì một chú này á. Dạ. Chào chú. Dạ, chú cho con hỏi chú tên gì chú? Võ Văn Tư. Võ Văn Tư. Năm nay bao nhiêu tuổi chú? 78. Dạ 78 hả? Mình có con cái gì không chú? Mình. Dạ. Hai vợ chồng mình neo đơn. À. Dạ. Không đúng mình bị cẳng cẳng nè. Dạ à, con thấy cái cẳng này là bị sao chú? Bị xe tông gãy rồi nó bỏ chạy luôn rồi tới nay luôn rồi. Dạ ừ, nó mấy năm rồi. Nó quẹo lại một bên luôn nè. Mấy năm rồi. Dạ. Lúc đó cũng còn thể đi ra. Dạ, nó đau cái bị hồi đó nó kẹp cái miếng inox ở trong này nè. Dạ. Mà không biết giờ nó bị sao mà giờ cứ hành hoài rồi đau nhức chịu không nổi. Dạ. Rồi đi ra bác sĩ khám mua bán thuốc uống. Dạ. Uống mà coi không hết thì chích. Dạ. Chính chiều nay đi chích đó. Dạ. Nồng cho anh chưa? Rồi chú đi đứng có đi sao không được, đi năm mười bước rồi. Dạ. Đi sao quá nó đau, nó đau nhiều nữa. Dạ. Không có mà phần tiền cũng có. Dạ. Rồi thường ngày mình làm nghề gì chú? Hả? Thường ngày mình làm nghề gì? Hồi chưa bệnh hả? Dạ. Hồi chưa bệnh chú đi mua ve chai. Dạ. Ngày kiếm 50-70 Dạ. Rồi bệnh đến giờ 2 năm mấy nay chú không có đi mua bán gì được. Dạ. Ở nhà. Dạ. Giờ mình lập gia đình là mấy chục năm rồi chú? Hả? Chú có... bốn mấy năm rồi. Dạ, bốn mấy năm hai vợ chồng. Không có mà con nào chú? Không. Dạ. Ở má đến nhà không có đứa con nào. Dạ. Hai vợ chồng bốn mấy mấy năm rồi mà không có người con nào để nương tựa. Dạ. Dạ. Chứ cũng có một hai lần rồi nó bỏ vậy á. Dạ. Tới bây giờ luôn. Nhà này tôn nó như thế này nè. Đúng, nó nóng ghê á. Nóng lắm. Dạ. Hôm nay hả trời cũng không có cái hậu mát không để đỡ chứ nhà hôm qua nóng chứ nó. Dạ.
Dạ, cô cho con hỏi hoàn cảnh của chị cả là như thế nào cô? Thì nói chung là hồi lúc mà còn khỏe chị cũng mương trả, chị cũng lo ăn rồi là anh ba. Rồi sau này há mấy năm nay thấy chị cũng yếu rồi, thôi là đem chị về đây à, ở chung có con cháu rồi là gũi rồi. Rồi đụng cái chị nhỏ bệnh như vậy thì bây giờ phải lo chăm sóc. Dạ. Cô là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70 đúng rồi. 70 đúng. Dạ. Làm vậy là mình phải cái ống trên mũi nó là ống gì? Ống đó là ống ăn đó. Coi như là mỗi lần ăn phải bỏ vô cái bịch treo ngay đây nè. Rồi chèn xuống. Dạ. Bà không có nuốt bằng miệng được. Dạ, mỗi lần ăn là mình phải bỏ vô trong cái bịch, cái bịch nè. Bỏ vô là bỏ vô trong ống này hả? Dạ. Dạ. Phải truyền vô trong ống đó. Dạ. Dạ. Phải bỏ vô trong cái bịch này. À, không có, có cái đồ này. Dạ. Cho nó chảy vô nó rồi xuống vô một chữ. Dạ. Chứ bà đâu có nhai ấy gì được. Dạ. Giờ chỉ uống sữa với nước cháo con à. Dạ. Chú cho con hỏi là bà là như thế nào là bị bệnh à? Bà bị bệnh là như thế nào? À. Bà bị tai biến, ông dạ. Tai biến không lãng tai, ông dạ. Không nghe được. Bà bị tai biến lần đầu đó, tiên đổ vô cái bịch đó. Bà còn dạ. Cái này là cái mình này đổ vô. Dạ mình đổ thức ăn vô này treo lên. Lại bắt đầu cái mình lấy cái ống này là cái ống đó mình ráp vô. Dạ. Ráp vô mình mở cái van này ra bắt đầu cái nước nó chảy xuống. Dạ. Nước cháo hoặc nước sữa. Dạ. Đó rồi bà ăn gì được xong mình qua bắt đầu rồi thôi rồi vậy. Dạ. Lấy ra xúc ống bình này. Dạ. Rồi. Rồi treo lên nó chảy chừng nào chảy còn ấy xong rồi. Thôi. Dạ. Treo lên chảy hết xuống rồi thôi. Bắt đầu lấy ra. Bà làm ăn cháo chứ, cháo mình nghiền dạ. Không, coi như mỗi buổi sáng cho bà uống một con hộp sữa ăn xua này nè. Dạ. Một hộp sữa này, xong đàng hoàng là 11 giờ. Cháo dạ. Mà sai nhuyễn. Sai nhuyễn dây ra, xong rồi lấy cái nước á. Dạ. Đổ cho bà, chứ không có lấy cái lợn cận được. Dạ. Còn cái bả cháo mình bỏ. Dạ. Thì 11 giờ bà ăn cử cháo, 4 giờ ăn cử, 8 giờ đêm là cho bà ăn cử nữa là coi như một ngày ba cử cháo là một hộp sữa. Dạ. Đó là chuẩn của bà như vậy đó. Dạ. Em chào chị. Dạ. Chị thăm bà ha. Dạ. Chị cũng có nghĩa là này nè. Trời ơi một phải dài nãy. Vô đi chị, vô đi chị. Vô đi chị. Cũng mới vô á. Dạ. Còn nghĩa không? Dạ, em chào chị. Cái chị là áo cô. Dạ. Lần đầu thứ ba rồi. Cái lần thứ hai là coi như là không đi được, nó ngậm cái hiệu. Lần thứ ba nữa là dạ bác sĩ không cho nằm nữa. Dạ. Năm mấy rồi đó. Nằm năm rồi. Đó, ông nói đợt thứ ba rồi thôi thua. Thì bắt đầu năm rồi á là coi mà đang gì đi cho nó sốc. Cái gì này còn nuôi được giống như còn cầm cự được giờ hết rồi. Ở Thường Quân đã đến đây mà giúp đỡ cho cô con lúc khó khăn để cho bà cụ có nước sữa nước tả để mà sống qua ngày. Dạ. Rồi bà ăn được không cô? Thì bà ăn bằng cái đó đó. Dạ ấy là bà ăn được nhiều không? Không mình đổ được nhiều không bà cô? Thôi. Coi như cái bịch này đổ đúng ba mà số 300 thôi. Dạ. Không có cho nhiều đúng 300. Dạ, đổ 300 này. À 300 dạ. Thôi, không hơn. Dạ. Bác sĩ dặn mà. Dạ. Cứ cho ăn đúng 300 thôi. Đó nấu cháo lượng ra cái đổ đúng 300 thôi đem lên đổ hết cho bà như đó thôi. Dạ. Thì bây giờ coi như bà như cái cây vậy, tưới nước vô cho bà sống thì thôi chứ không. Dạ. Chứ đâu phải nói là giờ mình muốn đổ nhiều cho bà ăn để bà no, không có. Dạ. Đúng chuẩn luôn. Dạ. 300 là 300. Không hơn, kém là đổ hết vậy thôi. Dạ. Còn sữa thì một hũ, đổ hết một hũ sữa đó thôi. Dạ. Rồi bà dạy rồi đi vệ sinh là như thế nào cô? À, nói chung là thay tả cho bà, nếu bà đi giấy thì thay tả hoặc là đi thay tả. Còn tắm rửa thì 2-3 ngày thì đi tắm một lần. Dạ, bà mặc bỉm. Mặt mặt tả còn mỗi ngày thì lo chùi bà cho nó sạch sẽ thay quần cái áo cho bà. Dạ. Đó hôm nay ngày mai bắt đầu tắm bà đó. Tắm hai ngày tắm bà lần hai ngày tắm bà cũng ráng cố gắng để chăm sóc. Thì bây giờ nói chung là có nhiều người đóng góp chung tay với cô thì giúp đỡ cái sữa miếng tả nè. Cô cũng cố gắng chăm sóc cho bà tốt hơn. Dạ. Để cho bà kéo dài sự sống ngày nào hay ngày đó. Dạ. Rồi mình nấu ăn chỗ nào cô?
Thì bây giờ nói chung là cô nấu ăn ở trên trước đưa những cái gì này. Những cái gì thì đem xuống đây cho bà hoặc là ông cụ, có khi ông cụ không nấu cơm được thì ở trên nấu cơm cho xuống. Dạ. Đồ ăn thì ở trên làm cho ông cụ ăn. Dạ, cô nấu luôn cho ông với bà luôn á, chú với bà. Có bữa ông cụ khỏe, ông cụ bắt cơm để đó. Dạ. Ông cụ khỏe như mấy ngày nay thì nó ngay thôi để nấu cơm đem xuống, bây giờ bưng xuống cơm canh cá rồi cho ông cụ ăn. Thì nói chung là cô ăn gì ông cụ ăn mới nấy. Dạ. Đó thì đùm bọc với nhau, chứ bây giờ ông cụ cũng đâu có con cháu gì gần gũi đây, quê của ông cụ người xa lắm, ở nhà bè Phú Xuân nữa, còn bà cụ thì quê hương ở đây. Dạ. Đó thì ông cụ ở với bà cụ hồi ở đây có mấy chục năm rồi, ông cụ cũng có về quê nữa rồi, thôi mình đây cũng đùm bọc ông cụ luôn. Dạ. Đó thì chuyện là ông cụ mãn phần thì dụ như đó, con cháu cụ mang cụ về quê. Dạ. Đó. Còn đây thì bà chị đây thì mấy mảng phần chị đây cô lo. Dạ. Chú với bà về đã lâu chưa cô? Thì nói chung ở đây cũng 3-4 năm rồi đó. Dạ. Là lúc đó là hồi ngày trước là ông cụ bà cụ ở nhà trọ. Dạ. Còn khỏe còn mua bán có tiền. Sau này ông cụ bà cụ bết bết rồi tới thôi đem về đây ở nên cũng 3 năm rồi. Dạ. Chứ chị em nó có ai xa lạ đâu thì đã đùm bọc với nhau. Con thấy xe lăn ngoài kia là chú đi ha. Con thấy cái xe lăn ngoài kia là chú đi ha. Không, cái xe lăn đó là ông không có đi. Lúc trước là bà cụ mới nè, là tới hàng đầu á. Là cái xe lăn này của người ta cho. Ta cho rồi, còn nãy giờ để bà cụ đi tới lui được. Dạ, cái xe lăn này là lúc trước là bà còn ngồi được là bà đi á. Dạ. Dạ, đẩy ra đường cho bà thống mát vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ bà nằm rồi đâu có đẩy được nữa. Dạ. Cái đó cũng của người ta cho đó. Cái cũng nói chung là tất cả những cái gì ở nhà này là còn cũng người ta cho hết. Dạ. Cái này là của ai? Bằng khen này là của ai? Bằng khen này của ông. Dạ, bằng khen này của chú hả? À. Dạ, của chú. Dạ. Bằng cái thọ của ông á. Là chú năm nay 70 rồi. Dạ, 70. Thì mấy ổng quy định là 80 mấy có lãnh tiền hàng tháng. Còn này là mà chú nó có 70 à. Dạ, cái này là của chú. Dạ. Hai cái của chú hết á. Dạ. Lãnh hai đợt rồi. Dạ. Lên. Tâm mình trên là đợt trên, còn cái đợt này mới lãnh hôm năm rồi. Dạ. Rồi nếu mình nói chuyện là bà có nghe được không cô? Nghe mà bà nghe, chỉ nghe nói chuyện thôi chứ bà cũng không có chắc hiểu gì đâu. Dạ. Nghe. Dạ. Rồi cái chân này bà duỗi ra được không cô? Không. Coi như cái cẳng này là rút như vậy rồi. Dạ. Cẳng này bây giờ nó cũng rút như vậy luôn này đó. Dạ. Giờ là nó rút dạ. Luôn lại luôn. Rút luôn lại rồi. Dạ. Giờ... cái tay này không rút thôi. Dạ. Đó. À còn một cái tay này không rút, còn cái tay bên kia là rút tay luôn. Tay kia rút luôn như vậy luôn, cứng dạ. Luôn rồi. Rồi mình có duỗi thẳng nó được cho bà không cô? Không có duỗi thẳng, coi như hả cái dẫn để như vậy là tấm rồi. Tắm rửa bà cũng vẫn cả cẳng chân cũng cong vậy luôn. Dạ, cũng cong vậy luôn ha. Dạ, còn da bọc xương không nè. Dạ. Yeah. Dạ, còn da bọc xương. Dạ. Tội ghê. Vậy mà không có một người con nào hữu hỷ tuổi già hết. Thì bởi vậy yeah. Thì già không có con, già có cháu, có yeah. Em. Nặng săn sóc chứ nếu mà không có thì chắc chết. Dạ. Con. À thành ra con giờ đừng đi làm nữa. Nó thôi ở nhà săn sóc cho dì đi. Dạ. Yeah. Chứ nó cũng tính hết dịch rồi nó đi làm. Dạ. Yeah. Rồi con thấy nếu mà nó đi làm con cũng vất vả lắm, vừa buôn bán vừa chăm sóc chị nữa. Dạ. Yeah. Cảm thấy đâu có dịp này nó mình thường quân tới giúp đỡ đó. Dạ. Yeah. Rồi nó thôi đừng đi làm ở nhà nó săn sóc dì đi. Rồi nhỏ Út thì nó cũng mới về cho con ăn mới đưa con. Dạ. Yeah. Thì nó săn sóc bà trực tiếp luôn. Còn con thì nó đi lo muốn ăn cơm với cháu. Dạ. Yeah. Cô là cô làm nghề gì? Cô buôn bán trên chợ này nè. Dạ, yeah, buôn hàng rong hả? À, không có, cô bán bánh, với bánh bán. Dạ. Yeah, bánh trái lá chả. Bánh lá. Bánh uống, bánh ít, bánh tép. Dạ. Yeah. Bán như vậy cũng mấy chục năm nay rồi. Dạ. Yeah. Trong này là mình nấu ăn trong này không, trong này cái bồn tắm còn cái chỗ để ông chỉ để cái nồi cơm à, cái này vô tới đây là hết rồi nè. Dạ, yeah, vô tới đây là có cái bếp nhỏ còn không. bên này là cái toilet nè. Dạ. Đó ông để cái nồi cơm điện đó thì yeah. Khi tối ông có muốn ăn thì ông lấy ông ăn. Dạ. Yeah. Nhiều khi nữa đi cũng có chú lên đủ rồi nãy giờ nhảy chưa. Dạ, nhảy rồi, nhảy nuốt rồi. Dạ. Cái
để hờ như vậy thôi. Dạ. Còn lại cơm nước để sẵn mang xuống cho ông ăn. Dạ. Nhà này nó thấp mà tôn mà nó thấp mà nó không có cái miếng gì nè, giống như la phong nó nóng. Dạ. Thì bây giờ ai đi vô cũng thấy nóng mà người ta cũng quay phim vậy mà giờ không biết ai có tới cho gì đâu, cô cũng chưa biết nữa. Dạ. Thì thấy ai cũng quay cái nhà này vậy đó. Dạ. Nói chung là bây giờ ai cũng phải ngày nào cũng cố gắng đi kiếm con bước hết đó. Thì dạ. Nói chung như giờ chú đến đây thì chú quay những cái hình ảnh này chú đăng lên thì nhiều người biết ra rộng rãi, mình có thể đang giúp đỡ cho gia đình. Dạ. Đó là cái là công nhận cái công của chú. Dạ. Bà là tên gì của anh cô? Bà tên Rừng Châu. À, thì đây các bạn, đây hôm nay mình tới gia đình của chú tên gì chú? Võ Văn Cư. À, chú Võ Văn Cư và bà Quỳnh Châu các bạn. Thì tình trạng gia đình thì bà hiện giờ thì bị trong một năm vừa qua thì bị tai biến các bạn, một năm mà cô à. Một năm. Bị tai biến các bạn, thì hoàn cảnh gia đình hai vợ chồng neo đơn không có con cháu các bạn. Thì sống nhờ trong cái căn phòng của cô em, đây là cô em của dạ, cô em các bạn. Thì bà hiện bây giờ thì nằm liệt giường như thế này các bạn, mọi người cũng thấy rồi đó, da bọc xương như thế này đây. Dạ. Thì đây là chú, thì trong 10 năm vừa qua thì chú có đi thì cũng bị tai nạn đây các bạn, tai nạn thì cái chân này giờ là sắt trong này các bạn. Đó mọi người thấy không? Giờ đó hành hoài làm như cả mười mấy năm rồi, mới nay khoảng chừng 2 tháng nay 3 tháng nay là đi không được nữa. Dạ. 2 3 tháng nay là nó hành nó đau trong đó chú à. Dạ. Rồi chú thấy rồi nhắc đi dán nấu cơm nấu nước là ăn rồi. Dạ. Đi xa đi không được con ơi. Dạ. Đó, mọi người thấy không, cái chân chú như thế này thì 2-3 năm này nay thì nó còn cái cây nóc trong đây các bạn. Còn không mổ ra rồi 2-3 năm này nó hành nó đau nó nhất trong này. Chú hiện bây giờ thì đi đứng là rất là khó khăn, đi khoảng tầm vài ba mét thì đi không được nữa các bạn, đau trong này đó. Thì chú năm nay cũng gần 80 xuân rồi các bạn. Thì hiện bây giờ thì tình trạng sức khỏe của chú là nói chung không làm được cái việc gì hết các bạn. Thì đó, đây là chú, còn bên này là bà các bạn. Thì bà nằm liệt giường, hoàn cảnh gia đình cũng rất là éo le. Thì cũng nhờ cô em thì cũng cho ở nhờ cái căn phòng này các bạn. Cô em thì cũng hoàn cảnh gia đình thì buôn bán lên chợ các bạn, gói bánh lá các bạn, bánh ú, bánh ít, bánh nói chung gói trong lá. Ngày được vài ba đồng thì về phụ với vợ chồng chú để lo miếng cháo miếng cơm hàng ngày các bạn, chứ là tội. Thì hôm nay mình tới mình thăm gia đình của cô với bà, chú với bà, thì mình cũng chia sẻ hình ảnh của bà lên cho mọi người xem. Thì mọi người ai có xem được cái hoàn cảnh của chú với bà thì mọi người chia sẻ phần nhỏ nào đó cho gia đình nha. Thì hôm nay mình tới đây thì mình chia sẻ lên, thì mình cũng xin kết thúc cái clip tại đây. Xin chúc tất cả các quý anh chị và các bạn có một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Dạ, con cũng tới đây con thăm gia đình thì con cũng xin chúc chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ, con cũng chúc cô giữ gìn sức khỏe để lo cho chú với bà. Dạ. Cô cũng cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, rồi xin chào mọi người nha.